Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng miền Bắc 123. Trong video hôm nay thì em cắt cái bấm chặn đọt các bác nhé. Bấm chặn đọt cho vườn mai nhà em. Bấm chặn đọt cho toàn vườn. Thì hôm trước em cũng có ra video, một video bấm chặn đọt rồi. Thì hôm nay em bấm lại toàn vườn, quay lại video để anh em nào mà chưa xem thì tiện theo dõi. Còn bác nào mà xem rồi thì xem lại ủng hộ em cho nó vui nhé. Thì việc bấm chặn đọt này thì nó cũng không có gì là đặc biệt. Thì một số bác hỏi em là cái bấm chặn đọt đấy thì tác dụng của nó để làm gì đấy. Thì em, các bác mới chơi thì em xin chia sẻ lại là bấm chặn đọt là tác dụng của nó là để, cái nhất là để cây nó tròn, tròn tán. Đấy, tròn tán các bác nhé. Không bị các cái cành mà nó mạnh quá nó phóng ra ngoài. Đấy, ví dụ như cành này. Đây, ví dụ như cành này là nó đang phóng ra ngoài đây. Đấy, nó vượt hẳn ra ngoài và nó rất là dài. Như vậy toàn bộ dưỡng chất nó nuôi chủ yếu cành này. Đấy. Cái thứ hai là bấm chặn đọt để cho cái cành khi chúng ta cắt, chúng ta để lại 3 mắt hay là 6 mắt lá đấy, để nó đẻ ra nhiều nhánh nhá. Còn nếu chúng ta không bấm chặn đọt thì nó sẽ cứ, cành này nó cứ vươn dài ra thôi, nó không chịu đẻ nhánh. Đấy, chúng ta cắt để cho nó tức cành và nó nhựa nó dồn lên đấy là nó không nuôi dưỡng chất nữa, thì nó sẽ bắt buộc nó sẽ đẻ nhánh. Thì cây của chúng ta sẽ dày tàn, ấm tàn và cuối năm nó sẽ cho nhiều hoa, nhiều cành thì nó mới có nhiều hoa các bác nhé. Còn ít cành nó ít hoa, thưa hoa. Đấy, các bác chăm cây mai làm sao cây mai lá nó tàn, lá nó tùm như này. Đấy, thì nó sẽ cuối năm nó sẽ cho nhiều hoa, tức là bây giờ nó nhiều cành. Thì việc bấm chặn đọt này, bấm chặn đầu cành thì chúng ta làm vào tháng 5 và tháng 6 âm lịch các bác nhé. Đấy, hôm nay là mùng 4 tháng 5 âm lịch rồi. Thì bắt đầu vườn em là cắt toàn bộ vườn luôn. Đấy, cắt chặn đầu, chặn đọt toàn bộ vườn luôn. Đấy, thì chúng ta làm vào tầm tháng 5 và tháng 6 âm lịch là 2 tháng là chúng ta phải làm. Còn sang tháng 7 là cây bắt đầu tạo nụ, làm nụ rồi thì chúng ta không cắt nữa. Đấy, thì tháng 5, tháng 6 thì cứ trung bình cứ tầm 15 ngày đến 20 ngày là chúng ta có đọt vươn ra, là chúng ta cắt để cho nó đẻ các nhiều nhánh khác nhá. Đấy. Đây, ví dụ chi tiết như cành này các bác. Ví dụ chi tiết như cành này nhá. Đấy, thì cành này nó mãi ngoài này cơ. Đấy, thì em cắt, bấm chặn cắt từ đây rồi. Thì chúng ta cắt là để lại tầm 3 mắt lá đến 6 mắt lá, tối thiểu là từ 3 mắt. Đây là một mắt các bác này. Một mắt lá này. Đây là hai mắt lá này. Đây là 3 mắt lá này. Đấy. Để lại từ 3 mắt đến 6 mắt tùy theo cái form cây và cái dáng của cây, tàn của cây. Đấy. Chúng ta để từ 3 mắt đến 6 mắt, hoặc là các cái vị trí mà cây nó bị khuyết thì chúng ta để dài, còn vị trí mà cây nó đã đủ rồi thì chúng ta để ngắn, tùy theo. Nói chung là cắt để làm sao mà cây nó tròn đều. Đấy, khi chúng ta cắt chặn đọt như này thì các cái mắt này nó sẽ đẻ nhánh. Đây chẳng hạn như mắt này nó chưa cắt thì nó đã đẻ rồi các bác này. Đấy, còn mắt này nó chưa đẻ này. Đấy, nó có nhánh bên mầm bên trong này. Đấy. Và đây một cái mầm nữa này. Đấy, thì nó sẽ đẻ nhánh nhá. Đấy, nó sẽ đẻ nhánh thêm hai nhánh này nữa, và nhánh này là 3. Như vậy chúng ta cắt một đầu, cắt đầu đây thì nó sẽ đẻ ra 3 nhánh. Thì bắt buộc tức nhựa, nên đây là nhựa dồn lên đây, nó không có dưỡng, nó không có cành để mà ăn dưỡng chất, thì nó bắt buộc các cái cành này nó sẽ đẻ nhánh ra. Đấy, nó đẻ mầm, đẻ nhánh ra. Như vậy là chúng ta sẽ được thêm 3 nhánh và cái tàn của cây nó sẽ dày hơn các bác nhá. Đấy, tàn cây nó sẽ dày, dày tàn và dày tán, cuối năm nó sẽ cho nhiều hoa. Đấy là cái tác dụng của việc chặn đọt. Đấy. Đây, các cành này em cắt hết các bác này. Đấy, cắt hết nhá. Cắt để lại tầm 3 mắt thôi. Chúng ta để cho cái dáng cây nó đẹp. Đấy. Đây, các cành này cũng chỉ để 3 mắt thôi. Cắt đi. Cành này cũng thế, để 3 mắt. Em thường để 3 mắt đến 6 mắt. Chỗ nào mà bị lõm khuyết thì chúng ta để 6 mắt. Còn đâu để 3 mắt, tầm 3 mắt. Đấy. Thì quay để các bác xem cho nó, bác nào mới chơi để tham khảo nhé. Còn bác nào trước mà xem video của em rồi thì cái việc cắt chặn đọt này thì nó cũng không có gì là khó. Thế cho nên là các bác xem ủng hộ em cho nó vui. Chặn đọt này thì cứ tầm 15 đến 20 ngày là nó lại lên đọt đấy các bác ạ. Là chúng ta lại chặn
tầm 15 đến 20 ngày là chúng ta chặn một đợt. Như vậy sẽ trong vòng tháng 5 và tháng 6 này chúng ta sẽ phải chặn đọt tầm 3-4 đợt. Đấy. Tầm 2 tuần chặn một đợt. Nó lên nó chúng ta không cắt ra, nó không kịp đẻ nhánh. Nó sẽ tàn lá, nó sẽ thưa, nó không có cuối năm nó không dày. Không dày cành tán, không dày bông. Đấy. Tại sao trong tháng 4 chúng ta không nên cắt các bác? Đấy, trong tháng 4 thì em vẫn chia sẻ các bác là cây nó vừa phục hồi thì chúng ta không nên cắt nhé. Đấy, để cho cây nó tầm này, cây nó sang tháng 5 này, cây nó phục hồi hẳn. Đấy, và nó bật đọt mạnh, mưa khi mưa nó xuống ấy thì nó bật đọt ra rất là mạnh. Thì chúng ta cắt thì cũng là lúc cây nó phục hồi và kết hợp với mưa thì cây nó sẽ đẻ nhánh nhanh. Đấy. Và khi các bác cắt xong như này thì các bác phun cái NPK 30-10-10 cho em và phun kết hợp với Root 2. Đấy. Đây, cắt nhánh xong thì các bác phun cái NPK 30-10-10 nhé. Đấy, tác dụng của nó là ở đây, tác dụng của nó là đẻ nhánh này, đẻ nhánh khỏe này. Đấy. Đấy, tác dụng của nó là đẻ nhánh khỏe và ra lá tốt. Đấy, cái NPK 30-10-10 là đẻ nhánh khỏe các bác nhé. Chúng ta cắt xong rồi chúng ta phun. Phun để cho cây nó đẻ nhánh thật khỏe và thật nhiều. Đấy. Và các bác phun 30-10-10 thì các bác phun kết hợp với Root 2. Phun Root 2 thì nó là phân bón lá hữu cơ các bác nhé. Không sợ nó vươn đọt đâu. Bởi vì cái loại này nó là dòng phân hữu cơ. Hữu cơ thì nó phát triển rất là chậm, chứ không phải là như Atonic. Atonic mà các bác phun vào nó vượt đọt rất là dài, nó nhao đọt. Thế còn đây là hữu cơ nhé, hữu cơ nó vườn chậm và nó hấp thụ rất là tốt. Đấy, đặc biệt là cây này, cái này khi phun vào nó bật lộc rất là đều. Đấy, anh em nhớ phun 30-10 và kết hợp với Root 2. À, một số anh em hỏi bảo sao cây nó bị thưa cành. Đấy thì cũng là do anh em là không phun Root 2. Khi mà các cái mắt nó ra trước ấy thì nó cây của bác yếu, thì nó các cái mắt ra trước thì nó dành hết các cái chất dinh dưỡng của các cái cành ra sau. Chính vì vậy là các cành ra sau mà nó chưa kịp bật mầm, nó không tranh giành kịp dinh dưỡng. Đấy, thì nó sẽ không chịu bật mầm. Đấy, thì khi chúng ta phun cái Root 2 vào thì cây nó nhận được dinh dưỡng ở tại cành, vừa dẫn dinh dưỡng từ rễ lên và vừa dẫn dinh dưỡng từ cành, thì cây nó nhận đủ dinh dưỡng, như vậy thì nó mới bật được mầm nhé. Chính vì vậy anh em phun nên phun Root 2. Và một số anh em hỏi tại sao cuối năm là cái cành nó bị thưa hoa, nó không có dày cành. Đấy, nó không dày cành chính là do chúng ta không bấm chặn đầu cành như này các bác. Đấy, không bấm chặn đầu cành là do nguyên nhân là do không bấm chặn đầu cành, cho nên là nó bị thưa cành, thưa hoa. Đấy, nếu cứ để cái cành này nó để phóng dài ra thì nó phóng dài ra tít ngoài này thì nó sẽ chỉ có một cành thôi. Còn chúng ta bấm chặn thì nó sẽ đẻ nhiều nhánh hơn, và sẽ nhiều nhánh thì sẽ có nhiều lá, và nhiều lá là nhiều hoa. Đấy. Đây như cành này của em các bác nhá. Đấy, thì không phải là để lại ba mắt lá, và cành này thì lại phải để dài ra bởi vì nó nằm dưới gậm. Khi các cành nằm dưới gậm thì chúng ta lại phải cắt để dài ra nhá. Đấy, chúng ta mà cắt ngắn là nó sẽ bị chui dưới gậm, nó không phát triển được. Chính vì vậy chúng ta cần cắt dài ra. Đấy, cây này của em thì có hiện tượng là sâu bọ trĩ các bác này. 2 tuần vừa rồi là đi công tác cho nên là chưa phun được thuốc sâu bọ trĩ, có hiện tượng sâu bọ trĩ này. Đấy, lá non nó như này. Lá non có hiện tượng quăn như này là bị sâu bọ trĩ rồi. Đấy. Hôm nay lại phải phun được các bác ạ. Đấy. Đấy, cho nên là các bác phun sâu bọ trĩ định kỳ nhá. Cái này thì em 2 tuần, 3 tuần rồi chưa phun được, cho nên là lá non nó ra nó bị tấn công rồi. Đấy, cắt chặn đọt đây các bác nhá. Đấy, cắt chặn đọt. Bỏ luôn cái chỗ sâu bọ trĩ đi. Đấy, cành này thì em lại để rất là dài các bác nhá. Để tầm chục mắt lá ấy, do cành này nằm dưới gậm. Đấy, không phải cành nào chúng ta cũng để lại 3 đến 6 mắt lá đâu. Cành trên này thì em để rất ngắn. Đấy. Trên này để rất ngắn này. Đấy, trên này để rất ngắn này. Cắt ngắn này. Đấy. Trên này chỉ để 3 mắt lá thôi. Cành trên cao chỉ để 3 mắt lá thôi. Làm sao chúng ta cắt cái cây nó dáng tàn nó tròn đều và đẹp. Ở dưới làm sao phải to hơn ở trên. Dưới nó to ở trên, còn nếu mà trên mà chúng ta để dài hơn thì nó sẽ bị đè cành dưới,
cành dưới nó không không có nhận được ánh sáng thì nó không phát triển được, sau nó hay bị chết yểu cành, đấy cũng là nguyên nhân bị chết yểu cành nhé. Đấy. Đấy, cắt hết các bạn. Này em cắt toàn vườn luôn, dành thời gian cắt toàn vườn luôn trong tháng 5 và tháng 6 này, các bác nên dành thời gian để mà cắt chặn đọt nhé. Đấy. Bấm chặn đầu cành, người ta gọi là chặn đọt. Nhiều bác bảo là đọt là như kiểu là cái gì, mới lại cơi hai là cái gì. Đấy, cơi mới đọt là một các bác nhé. Người ta gọi là cơi mới đọt. Trong những người chơi mai người ta gọi là cơi và đọt. Đầu tiên thì em cũng chưa biết cơi và đọt là gì, nghe mãi nó quen các bác. Cơi mới đọt thì vẫn là một. Cắt chặn chặn đầu đọt này đi. Còn nhiều người hỏi đi cơi hai là cái gì, thì đây chính là đi cơi hai các bác này. Khi đợi từ từ đây ra, từ từ giai đoạn này đến đến đây là lá già, đây là giai đoạn 1, thì khi cây nó phun ra đoạn giai đoạn 1 này người ta gọi là cơi 1. Đấy, còn bắt đầu đi cơi 2 đây. Các bác thấy bắt đầu khi đi lá non đợt 2 thì người ta gọi là cơi 2 các bác nhé. Đấy, một số cái khái niệm như vậy thì anh em ấy tháng 5 và tháng 6 này bắt đầu cây đi đợt 2, đi đọt đợt 2 này. Đấy. Nó bắn đọt. Đấy, người ta gọi là đi cơi 2. Đấy. Các bác cắt ngắn nhé. Đấy. Cắt ngắn hết, các bác chặn được, càng chặn được thì nó sẽ đẻ càng dày. Chúng ta cố gắng kiểm soát hết các cái mắt để cho nó đẻ thật nhiều. Nếu mà đây, như này, chúng ta mà không chặn thì nó cứ một cành này nó cứ vươn dài ra thôi. Như vậy nó ít hoa. Như vậy chúng ta chặn đầu này, như vậy ở đây nó sẽ đẻ ra ba cành nữa. Đấy, nó sẽ ba cành, bốn cành. Chúng ta để bốn mắt thì nó sẽ đẻ bốn cành. Đấy, sẽ ra nhiều cành con hơn và nó sẽ cho nhiều hoa hơn các bác nhá. Đấy. Em vừa làm vừa cắt này, vừa quay video là nó hơi rung một tí thì các bác thông cảm nhé. Đấy, chặn hết đầu các bác này. Đấy, chặn cắt hết đầu này. Đấy, cắt hết các cái ngọn nó này. Đấy. Em có một số cây thì là cây bonsai đang uốn cành thì không cắt. Đấy, ví dụ như cây này thì em không cắt được các bác này. Cây này đang nuôi tay cành thì em không cắt để cành nó phóng tít ra ngoài đi. Đấy, đang nuôi và uốn tay cành thì cây này lại không cắt nhé. Cây này không phải là cây chơi hoa, thế cho nên là không cắt. Đấy, để cho cái tay cành nó phóng ra ngoài nó mới lớn được. Còn nếu chúng ta cắt thế thì không lớn được. Đấy, tùy cây mà chúng ta cắt. Cây này thì em đang nuôi tay cành thì không chơi hoa Tết thì không cắt các bác nha. Đấy, để cho cành nó phóng hết cỡ luôn. Cành nó, chúng ta cắt cành là cây, cái cành đó sẽ không lớn được, nó sẽ chậm phát triển. Như vậy cây này là em thả. Đấy, thì tùy theo cái cây mà các bác cắt hay là cây nào chơi hoa thì chúng ta mới cắt nha. Đấy, cây này thì em không chơi hoa và đang trong trạng thái nuôi tay cành. Đấy, thì em để lại không cắt. Đấy, các bác thấy cành phóng rất là dài này. Đấy, phóng rất là dài nhưng em vẫn để nguyên. Một năm mới cắt một lần, nói chung là chỉ uốn thôi. Còn một năm mới cắt xả tàn một lần. Đấy. Thế còn những cây mai mà chơi hoa như cây này thì trong tháng 5 và tháng 6 này thì chúng ta cần phải cắt chặn đầu cành, gọi là chặn đọt. Bấm chặn đọt để mà nó đẻ nhiều nhánh để cuối năm nó, để tháng 5 tháng 6 này khi mưa xuống và những nằm trong những tháng cây phát triển mạnh thì nó sẽ bung đọt và đẻ nhánh nhiều. Đấy. Cắt này kết hợp với phun phân bón lá nữa các bác nhá. Chúng ta cần phải phun phân bón lá rút 2 hoặc là 30-10-10. 30-10-10 là cái phân có hàm lượng đạm cao. Hàm lượng đạm là chỉ số 30 đấy. Là nó sẽ thúc đẩy quá trình bắn đọt và đẻ nhánh nhiều. Đấy. Đấy, cho em quay sơ bộ 1-2 cây như vậy để các bác tham khảo. Thì em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp sau.